của trường Trung học cơ sở An Thạnh. Hôm nay trường Trung học cơ sở An Thạnh long trọng tổ chức buổi giao lưu với trường Trung học cơ sở Dũng Đức Tông 1 Cái Bắc nhằm để trao đổi, học hỏi lẫn nhau về công tác quản lý, công tác chuyên môn, hoạt động thể dục thể thao trong nhà trường. Đó là lý do của giao lưu hôm nay. Thì đến dự buổi giao lưu hôm nay, xin trân trọng giới thiệu về phía trường Trung học cơ sở An Thạnh. Xin trân trọng giới thiệu thầy Phan Nhân Hùng, hiệu trưởng nhà trường, thầy Nguyễn Tâm, Văn Ngân. Thầy Lê Trung Anh, chủ tịch công đoàn cơ sở, thầy Nguyễn Tâm, Văn Ngân. Về phía trường Trung học cơ sở Nguyễn Tâm, Văn Ngân, xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Công Lợi, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Tâm, thầy Nguyễn Tâm, Văn Ngân. Xin trân trọng giới thiệu thầy Vũ Thanh Thảo, chủ tịch công đoàn cơ sở trường Trung học cơ sở Nguyễn Tâm. Cùng tất cả các thầy cô, nhân viên trường Trung học cơ sở An Thạnh, trường Trung học cơ sở Nhuận Phú Tân, quý phụ huynh đến dự buổi giao lưu hôm nay, xin một tràng cho tay chúc mừng thật lớn. Kính thưa quý đại biểu, tôi xin thông qua các chương trình giao lưu hôm nay gồm có thứ nhất là phần nghi thức đón đại biểu, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. Phần thứ hai là phần nội dung, một là giới thiệu truyền thống của hai trường, đó là trường Trung học cơ sở An Thạnh và trường Trung học cơ sở Nhuận Phú Tân, một Cái Bắc. Phát biểu của lãnh đạo cũng có cái nội dung thứ ba, đó là trao quà lưu niệm, cờ lưu niệm, và cái chương trình cuối cùng là bế mạc thì có giao lưu bóng chuyền, thì chúng ta sẽ có giao lưu bóng chuyền hai nữ và bóng chuyền gia nam. Đó là cái nội dung chương trình giao lưu hôm nay. Kính thưa quý đại biểu, quý thầy cô cùng quý phụ huynh thân mến, để hiểu rõ hơn về truyền thống của hai đơn vị, sau đây xin trân trọng kính mời thầy Phan Nhân Hùng, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Thành có đôi nét giới thiệu về truyền thống của đơn vị. Xin trân trọng kính mời thầy. Kính thưa chiến binh Hùng Lợi, thủ trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Phú Tân, Cái Bắc, thưa đồng chí Dương Hồng Thảo, chủ tịch công đoàn trường Trung học cơ sở Nguyễn Phú Tân, kính thưa quý thầy cô là cán bộ giáo viên của trường Trung học cơ sở Nguyễn Phú Tân, tất cả các thầy cô trường Trung học cơ sở Thành, kính thưa quý vị đại biểu, quý vị phụ huynh học sinh cùng tham dự buổi giao lưu hôm nay, thì tôi xin mật lãnh đạo nhà trường xin nói tóm tắt về cái quá trình hoạt động của trường Trung học cơ sở Thành. Thì trường Trung học cơ sở Thạnh được tách ra từ cái trường cấp 1, 2 từ năm 1992 cũng tại thời điểm sáng thành, đến nay là trường Trung học cơ sở Thạnh. Thì quy mô báo cáo với chính thầy cô là quy mô trường lớp xã Thạnh hiện nay đó là có 8 lớp rồi, nên là 256 học sinh và tổng cán bộ giáo viên là 26 đồng chí. Bởi vì tại sao quy mô nó quá nhỏ, hiện nay là công nguyện là một cái quy mô trường lớp An Thạnh là nhỏ. Trước đây trường Trung học cơ sở An Thạnh được tách ra, trường Trung học cơ sở Mỹ An tách ra từ năm 1995, cho nên là tên là 20 lớp. 1995 tách ra thì quy mô cái nhỏ lại, và cái địa hình kinh tế xã hội ở xã An Thạnh trước đây rất là phát triển, thì cái chợ của phía bắc chúng ta là chợ gọi là chợ Bình Dinh, An Thạnh thì rất ngang với nhà trong lịch sử địa phương đó, dùng từ nhà xã Bình Dinh và chợ Bình Dinh. Nguồn kinh tế chủ yếu của nhân dân địa phương đó chủ yếu là nuôi trồng thủy sản. Thì cái trung tâm xã An Thạnh hay xã Thạnh về nằm ở giữa của bốn xã. Phía Bắc thì giáp với xã Mỹ An là cái này. Phía Nam thì xã An Thuận, xã Ba nãy chúng ta đoàn đi vô đó. Và phía Tây là giáp với thị trấn Tân Phú là mấy tên này. Còn bên dưới này là giáp xã An Điền, xã Mỹ An là nó giáp với cặp cái biển là xã An Điền. Vậy là giáp An Thạnh này là nằm ở giữa. Nó nguồn kinh tế phát triển thì như là có chậm lại cho những các xã bên cạnh. Trường Trung học cơ sở An Thạnh thì được đánh giá
giữ được chất lượng ở cấp độ 1 ở năm 2015. Thì đây cũng là cái sự phấn đấu của thầy cô để cùng với là ngành giáo dục ở thành phố để kiểm định chất lượng, để đánh giá lại cái mức hoạt động của nhà trường trong những năm qua. Và theo thông tư mới thì trường này thì cái theo mà đặt chuẩn thì cũng chậm, chưa có đăng ký với ngành. Cái đó mà mặc dù tuy nhỏ nhưng chất lượng trường Đông Trở Thạnh nói chung là cũng khá phát triển. Ví dụ như là hàng năm thì tỷ lệ học sinh đỗ huyện có tăng. Ví dụ như là năm học này thì học sinh đỗ huyện đạt là 15 em. Còn năm trước thì đạt là 13 em, nó có tăng. Rồi học sinh trường cấp tỉnh thì nó cũng có tăng hàng năm. Như năm rồi đạt được 4 học sinh. Còn năm nay thì nó các em được chọn là tuyển là 7 em học sinh là trong đội tuyển trên tỉnh thực tế. Đó là cái chất lượng. Đội ngũ thầy cô giáo nhìn chung là cũng nhiệt tình, có đa số là ở địa phương. Tuy nhiên thì cũng có một số thầy cô ở phương xa, ví dụ như là đồng chí Lê Chí Thanh ở phòng miền Bắc thì về ở đây công tác và có định cư tại xã này luôn ở ngoài chợ, cũng là điều kiện thuận lợi. Còn tôi thì trước đây thì trường Trung học An Quy mới đến đây thì cũng đầu năm học này thôi, tháng 8 năm học này thì đến thì cũng hòa nhập vô với thầy cô ở trường để phát triển nhà trường tiếp tục. Thì nhân cái buổi hôm nay kỷ niệm là hai trường chúng tôi, chúng ta là chúng tôi có bàn với chỗ dưới công đoàn á, là chuẩn bị cái ngày hôm nay có 12. Nhưng mà do cái quá trình hoạt động thì ta đợi tới hôm nay là kỷ niệm chào mừng ngày hậu khởi diễn viên đó, mà đến nay chúng ta mới đến. Thì trong cái buổi này thì tôi cũng có đề nghị với lãnh đạo nhà trường và thầy cô ở hai trường, chúng ta có cái tích cực trao đổi về chuyên môn, ví dụ như là các đồng chí là tổ trưởng, các đồng chí là phó hiệu trưởng, như nói chung là lãnh đạo nhà trường, công đoàn và những thầy cô ở bộ môn, chúng ta sẽ trao đổi và có thể là hỏi thêm về cái hoạt động các cộng đồng để chúng ta có cái rút kinh nghiệm chung. Bởi vì cái mình có đi xa, một là cái biết được cái quê hương ở đó, cuộc sống ở nơi đó. Tôi thì thường thường cũng có cái cơ hội đi nhiều. Ví dụ như vừa rồi tôi cũng đến thị trấn Chợ Lách để kiểm định chất lượng ở thị trấn, và không tuần rồi thì ở Tân Thanh Đường Trơn. Cái trường Nhữ Phước Tân này trong năm 2 năm trước thì tôi cũng có sống ở đó 3 ngày để kiểm định chất lượng ở cái Nhữ Phước Tân, để được cái thảo cũng có tập từ ngày nay là ở quốc lộ 1. Nói chung là quy mô tôi đến trường Nhữ Phước Tân á, trường này là quy mô lớn, em quên lúc đó lúc đó thầy Thắng là hiệu trưởng á. Tuy nhiên là do cái điều kiện của chúng ta thì tình hình học sinh bỏ học ở trường này cũng không năm trước hơn nhiều. Do đó khi cô Bảy cũng đưa ra cái minh chứng không được thì tưởng đoàn là có cái chất lượng luôn. Thì cái trường này tôi thấy hoạt động cũng là khá được cao và chất lượng cũng mạnh. Riêng trường chúng ta tổ ý thầy cô cũng có là tinh thần đoàn kết rất lớn và hoạt động chuyên môn của thầy chị. Cái cuối cùng nữa thì qua cái buổi giao lưu thì tôi cũng đề nghị chủ tịch công đoàn ở hai trường chúng ta có một cái trao đổi về cái hoạt động, nhất là về cái hoạt động phong trào thi đua dạy tốt học tốt, giữ phong trào xây dựng cái nhà trường tất cả tích cực, như là xây dựng cái trường đặc trưng, cũng như là xây dựng được cái môi trường xanh sạch đẹp. Dù như chúng ta nhìn thấy ở cái trường An Thạnh này, chúng tôi bên giáo viên tổng phụ trách cũng có tham mưu với ban giám hiệu để phân loại rác ở các cái trong phòng học, nghĩa là phân loại rác hữu cơ và phân vô cơ. Vô cơ chủ yếu là cái chai nước nhựa ta uống. Tuy nhiên thì học sinh ý thức mới tập và cho các em bỏ rác trong thức chung. Tuy nhiên có một số em thì nó cũng thực hiện chưa tốt. Này trong ngành giáo dục thành phố chúng tôi thì đứng phòng giáo dục đào tạo đang tạo điều kiện cho các trường mua các cái thùng rác tùy theo đơn vị hoặc là cái nhà để phân loại rác cũng được, để cho các em có ý thức phân loại rác ra, rác nào mà bán được, rác nào cần đốt, để đảm bảo cái vệ sinh môi trường trong nhà trường để cho nó sạch hàng ngày. Thì cái đó là cái phương án của chúng tôi, đặc biệt là bên công tác vệ sinh môi trường ở trong trường học gần đây là nó có những cái
sử dụng rác thải mà bằng nhựa hữu cơ không phân hủy được. Cuối cùng thì tôi xin thay mặt nhà trường chúc quý thầy cô mạnh khỏe, đặc biệt là Tết Dương lịch sắp đến thì như là Tết Thìn cho năm Canh Tí, để chúc quý thầy cô sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong công tác trong năm học. Xin cảm ơn. Nghe thầy Phan Văn Hùng, hiệu trưởng nhà trường, có phát giới thiệu đôi nét về cái lịch sử của trường Trung học Sơn Thành. Tiếp theo là chương trình, xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Công Lợi, hiệu trưởng trường Trung học Sở Dục Phú Tân, có kẻ bác giới thiệu đôi nét về trường. Xin trân trọng kính mời thầy. Kính thưa Phan Văn Hùng, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Kính thưa Lê Chí Thanh, chủ tịch công đoàn trường. Kính thưa toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của hai đơn vị trường Trung học cơ sở An Thành và Trung học cơ sở Dương Phú Tân. Thì tôi xin thay mặt lãnh đạo nhà trường có đôi nét về cái tình về truyền thống nhà trường trường Trung học cơ sở Dương Phú Tân. Thì trường Trung học cơ sở Dương Phú Tân là một trường trung học cơ sở trong 12 trường của huyện Mỏ Cày Bắc. Trường trung học cơ sở dựng tân cấp ủy ban nhân dân huyện là 10 km, là giáp tới là tỉnh Vĩnh Long và huyện Châu Đốc. Trường trung học cơ sở dựng Phú Tân được thành lập năm 1995, cái diện tích của nhà trường là 9.295 m2. Về cơ sở vật chất, nhà trường chúng tôi có 28 phòng, trong đó thì có tổng số cán bộ công viên là 57, đảng viên là 28, tổng số học sinh của nhà trường của chúng tôi là năm học 2019-20 này thì có là 690 em. Thì được chia ra làm 21 lớp. Còn về tổ chuyên môn trường chúng tôi thì được chia ra làm 8 tổ, gồm có 7 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng. Về cái truyền thống nhà trường thì nhà trường tôi có một tập thể sư phạm là đoàn kết, quyết tâm phấn đấu. Trong những năm vừa qua thì trường chúng tôi đã được Bộ Giáo dục Đào tạo 2 lần tặng bằng khen của Bộ Giáo dục Đào tạo và 2 lần nhận cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh và 5 lần trường tiên tiến xuất sắc. Có nhiều cán bộ giáo viên nhân viên và giáo viên giỏi cấp tỉnh, cấp huyện. Và trong năm học 18-19 này, trường chúng ta vừa qua, trường chúng tôi là có được 1 đồng chí được nhận là bằng khen của Bộ Giáo dục Đào tạo và 1 đồng chí là chiến sĩ đua cấp tỉnh. Còn về tình hình học sinh, cũng như là đồng chí Hùng có nhận xét qua các kiểm định thì trường chúng tôi là qua những thành tích như thế thì có cái nhược là học sinh bỏ học nhiều. Do địa bàn cũng rộng lớn lên cái tình hình bỏ học thì có nhiều so với các địa bàn. Còn về chất lượng học sinh hàng năm thì tỷ lệ tốt nghiệp hầu như là 100%. Tỷ lệ là tuyển sinh vào lớp 10 thì trên 85%. Và cái tỷ lệ học sinh giỏi huyện tỉnh của trường tôi thì khá cao do quy mô trường lớp nhiều. Cái vấn đề bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh giỏi thì khá lớn. Trong đó thì cái đội ngũ bồi dưỡng sinh giỏi của trường chúng tôi cũng là có thể tự hào là một cái ngôi của bồi dưỡng học sinh giỏi của huyện Mỏ Cày Bắc. Đặc điểm là những cái môn hóa thì hầu như trường chúng tôi năm nào vậy đều có cấp huyện thì hầu như là chiếm hết là giải quyết gì ba.
và khi là học sinh giỏi sử cũng vậy, có nhiều vậy. À, khi là hầu như năm nào học sinh giỏi tỉnh thì mới quá cũng đạt. Thì đó là một số đôi nét về tình hình của nhà trường chúng tôi vừa qua. Còn hiện tại năm học này thì chúng tôi đang phấn đấu để đăng ký đạt kiểm định ở mức độ 2 để công nhận trường chuẩn quốc gia, góp phần xây dựng cái nông thôn mới. Thì về trong buổi giao lưu nay, nhà trường tôi cũng đến đây trước để học hỏi một số kinh nghiệm của các vị bạn ở trường nhà trường về công tác chuyên môn và rồi các hoạt động của toàn thể để cùng nhau gắn kết giữa hai đơn vị trong công tác và hoạt động để cùng nhau là tạo cái tình thông giữa hai đơn vị để gắn kết nhau là xúc tích. Thì giờ nhân dịp cũng là chúc mừng năm mới, từ đây thay mặt tập thể cán bộ viên thì của nhà trường xin chúc viên trường trung học cơ sở An Thạnh đạt nhiều thành tích trong năm học này. Xin chúc toàn thể cán bộ công viên của hai trường gia đình năm mới được nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng và thành đạt. Xin thân tiếp theo nội dung chương trình, xin mời đại diện của hai đơn vị lên phía trên để nhận quà lưu niệm cũng như cơ lưu niệm của bộ chủ đô ngay. Xin mời trân trọng mời quý thầy, mời em. Xin quý thầy cô, quý đại biểu cho một tràng pháo tay thật lớn chúc mừng sự nghiệp của hai đơn vị. Xin cảm ơn quý đại biểu. Xin mời quý đại biểu về vị trí.
mời em không? Dạ. Mười một sáu mà đổi gì nữa? Đâu ba đi. Mười một sáu rồi. Rồi đội bóng rồi, đội đội sân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lên. Đỡ bóng ngoài.